Học kỳ vừa qua đối với em như thế nào? Dạ, vui lắm. Em rớt điện kinh rồi. Không hiểu sao là em đi học đều đặn lắm mà em cũng rớt nữa. Căng thẳng, mệt mỏi. Không vui lắm. Tại đi học hai ngày nào cũng bị bạn chọc đó. Không vui lắm. Học kỳ vừa rồi em học mà rất là chăm chỉ nên qua tất cả các môn. Ồ, em cũng được hỏi nữa hả? Em cũng qua môn hết, cũng bình thường thôi. Đâu gì khó khăn đâu. Buồn lắm. Vừa đủ qua. Một dự định nào đó mà em mong muốn được hoàn thành trước khi qua năm mới. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Trước Tết thì em muốn IELTS được trên 8 chấm. Em luyện kỹ lắm rồi. Dạ, em muốn thi cho xong IELTS. Thôi tự nhiên hỏi em bao nhiêu, đừng lỡ không được rồi cái hiểu anh lại đi cắt đi, em chả có muốn làm gì hết. Chúng mình sẽ nghỉ Tết sớm hơn dự định. Phát biểu năm vừa rồi bằng ba chữ thật là cô đọng và ngôn ngữ tự do thoải mái. Thoải mái luôn đúng không mày? Ok, vui thôi mà, thoải mái. Sốc bật luôn. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Sướng vậy. Lạc là bây giờ rồi sao em? Lời xí. Anh đừng có gậy của đó. Em không được đâu. Hết chưa?